Chín chung, uống có trách nhiệm. Không phải hai sen đâu, nó nhầm đấy. Vâng, như vậy là trận đấu này thì Chim Mệnh nằm ở vị trí gần trong 3 giờ, Chim Sẻ nằm 9 giờ. Một trong những cái map đấu mà có cái khoảng cách của hai nhà là rất là xa. Map đấu về thế nhà là tương đối là xa của chúng ta. Một bãi quả gồm có tạm thời thấy 6 cây trong tay của Chim Mệnh 1. Đây là màn hình máy của Chim Sẻ. Vâng, Chim Sẻ có bãi quả cũng chỉ là 6 cây thôi. Gỗ đầu đang có một cây gỗ 75 gần với nhà chính. Bãi vàng thấy rồi. Đây là một cái thế nhà mà cũng chưa chắc là đội bạn nằm ở hướng nào. 50-50 thôi. Có thể là 12 giờ và có thể là phía 6 giờ. Cái tỷ lệ nằm 6 giờ thì nó sẽ là cao hơn. Và đương nhiên là cũng sẽ có tỷ lệ kẹp xăm. Vẫn có tỷ lệ kẹp xăm nha anh em. Ở trong map 22 thì tỷ lệ kẹp xăm vẫn có, mặc dù là rất là thấp. Những bước dò đầu tiên của Chim Sẻ. Trận đấu này thì chúng ta đang có một chất quân, đó là IA và Hitty đội bạn, đó là Sen Baby. Đây là bầy hưu đầu của game 9 xe. Bình Quân Group, tập đoàn sản xuất máy nông nghiệp số 1 Việt Nam. Với hơn 200 cán bộ kỹ thuật viên trong suốt 31 năm qua, Bình Quân Group đã phát triển, nghiên cứu, cải tiến sản phẩm để đưa tới bà con nông dân hơn 100 dòng máy nông nghiệp như các dòng máy ép cám viên, máy băm cỏ, máy nghiền khô, máy băm gỗ, máy sấy thực phẩm, giúp bà con nâng cao năng suất lên tới hàng chục lần, tối ưu chi phí, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bình Quân Group, máy nông nghiệp số 1 Việt Nam. Vâng, anh chủ ơi, anh hãy nhắn tin vào page nha anh ơi. Anh hãy nhắn tin vào page thì anh em sale sẽ liên hệ với anh để chúng ta tạo đơn hàng thành công. Vâng, kính mời tất cả anh em ủng hộ cho Chim Sẻ Food ở trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, anh em hãy cố gắng nhanh tay đặt hàng nhé. Vâng, cách đặt hàng rất đơn giản thôi, anh em hãy nhắn tin vào page. Bầy hươu đang đẩy về nhà chính của Chim Sẻ. Đây là một trận đấu mà chúng ta đang có một bầy hươu to 7 con. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn tới anh Kiên cũng đã vừa đặt hàng thành công 2 kg thịt cho các bếp. Em cảm ơn anh Hưng cũng đã vừa đặt hàng thành công 3 kg thịt cho các bếp. Em cảm ơn anh Đông cũng vừa đặt hàng thành công với 1 kg thịt trâu. Và cảm ơn anh Đức Hoàng đã vừa đặt hàng thành công 3 kg thịt trâu bếp ở trên live stream ngày hôm nay. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã và đang ủng hộ cho buổi tối ngày hôm nay. Và hiện tại thì nhắc lại với anh em là chúng ta đang có mini game vào buổi tối hôm nay, đó là dự đoán kết quả của kèo đấu này. Phần quà đó là 2 kg thịt trâu bếp trị giá 1.200.000 dành cho anh em nào dự đoán chính xác nhất và có lượt like comment dự đoán kết quả nhiều nhất. Và thêm một yêu cầu nho nhỏ, đó là anh em phải chia sẻ livestream lên trang cá nhân của mình. Anh em cứ comment kết quả dự đoán và phải làm sao để chúng ta có được cái lượt like ở trong cái comment của mình nhiều nhất. Đó là những yêu cầu cơ bản và những yêu cầu để anh em có thể đạt được phần thưởng, đó là 2 kg cho bếp tương đương với lại phần quà trị giá 1.200.000 đồng nha anh em nhé. Và những anh em nào mà chúng ta muốn ủng hộ cũng như là mua cho mình những cái sản phẩm của Chim Sẻ Food thì anh em hãy nhắn tin vào page nha. Một pha vẩy e cực hay đến từ Chim Sẻ. Vâng, một pha vẩy e rất hay. Một pha vẩy e mà khiến cho game 98 không đổ được quả. Ba con nông dân này sẽ không đổ được quả. Vâng, như vậy là vẫn có một con nông dân bị lác và đi ra ngoài được, không sao. Nhốt được hai dân của game thủ 98 đã là một tình huống xử lý quá thành công rồi. Pha xử lý thể hiện IQ cực cao của Chim Sẻ. Đây là trận đấu đầu tiên của trận đấu thứ 3. Chuyển sang màn hình máy của game thủ Truy Mệnh một chút. Vâng, Mệnh bên này thì đang cố gắng đi tìm đồ ăn. Có vẻ như map này xấu à. Ồ, bài 2 bên phía các bạn đều là 13%.
Bên kia thì cả hai nhà đều chỉ là 13% thôi. Có giò rồi á. Ồ vãi chưa, mình còn chưa đóng nhà điều kiện, bên kia 98 đã có giò rồi. Và đúng là cầm sang ở trong đấu trường này ép đời nó là quá dễ dàng. Vâng, Truy Mệnh bên kia còn chưa đủ thịt kích đời, khả năng giải thoát cho nhau thôi. Tỷ số là 0-1 ở trong trận đấu thứ 3 này. Vâng, khả năng là phải có một turn cắt cầu. Map thì là cố định rồi, map thì là có rồi, chúng ta cần phải một turn cắt cầu. Vâng, chúng ta sẽ đến với trận thi đấu thứ 2 trong trận đấu thứ 3. Chúng ta là Persian trong tay của game thủ chim sẻ, đang cố gắng đi tìm cho mình những cây quả trong bãi quả đâu. Đây rồi, hiêu đây rồi, quả đây rồi, quả 6 cây thôi, vỗ đầu một cây gần. Bởi hiêu kia thì chắc chắn là sẽ triển khai tại nhà chính sớm. Tết nhất tới nơi rồi. Chặt gỗ để mà hun nữa. Vâng, làm cái thịt hiêu gác bếp. Không biết có món này không anh em nhở, chắc có. Ở trên vùng cao thì có rất là nhiều những cái món ăn mà đồng bào dân tộc hay có kiểu chế biến, đó là gác lên trên bếp. Khả năng cũng có cái món là gọi là thịt hươu, thịt nai gác bếp. Ừ đúng rồi, ngày xưa trên đấy người ta không có tủ lạnh, cho nên là hay người ta hay có cái cách chế biến độc đáo, mang đậm bản sắc dân tộc của họ. Vâng, đây là một trận đấu mà Persian đời 2 tương đối là ok rồi. Hai voi, bởi hiêu gần. Như vậy đời 2 được gọi là đẹp dành cho game thủ chim sẻ. Gỗ đầu thì hai cây gỗ rất gần với nhà chính. Đây là màn hình máy của game thủ Truy Mệnh. Đây là Mệnh có quả phụ rồi ư. Hai đánh bầy tàu, vâng đánh bầy tàu. Vâng, thịt kho tàu ở trong trận đấu này. Vâng, thịt kho tàu. Hiêu chỉ là 4 con thôi à, hơi ít. Vâng, rất mong anh em chúng ta hãy cố gắng ủng hộ cho kèo đấu cũng như là ủng hộ cho chim sẻ phút. Anh em hãy nhanh tay đặt hàng đi, nhanh tay đặt hàng đi. Cái đặt hàng rất đơn giản thôi, đó là nhắn tin vào phép. Vâng, mức giá thì đang áp dụng mức giá khuyến mãi. Vâng, lãi mỗi tình cảm thôi, 600.000 đồng trên 1kg thịt trâu free ship cho anh em. Vâng, Phan Văn Đức, trái Đức nhá, chào Phan Văn Đức nhá. Phan Văn Đức thì đang hỏi là thịt trâu có cho ăn thử không sẻ này. Chắc chắn là có rồi. Và cũng kính mời Phan Văn Đức đến với Chim Sẻ Nắng Studio để tham gia nhậu cùng chim sẻ. Và cũng một lần nữa thì kính mời tất cả anh em, chúng ta có thể thu xếp thời gian đến với Chim Sẻ Nắng Studio để tham gia chương trình, đó là nhậu cùng chim sẻ. Tham gia chương trình thì anh em sẽ được nhậu cùng chim sẻ, lai dai miếng thịt trâu, uống rượu chín chôm. Và nhắc lại một lần nữa, đó là hoàn toàn free 100% cho anh em. Và anh em đừng quên ủng hộ cho Chim Sẻ Food bằng cách đó là đặt hàng thịt trâu các bếp nha anh em nhé. Trong trận đấu này thì chúng ta đang theo dõi bài sen, cũng đã có cho mình bầy hươu thứ hai rồi. Và nhắc lại một lần nữa, đó là đang có mini game cho anh em tham gia, tham gia dự đoán kết quả của kèo đấu này. Vâng, như vậy là nhìn thấy nhà của Chip Boy. Và Chip Boy đã có hưu về nhà chính. Chip Boy đang có một con dân đi đâu đó. Cầu voi trắng sẽ bám sát vào. Và Chip Boy là người cầm phô. À, như vậy là cắm cờ à. Sau rồi con dân phi con sư tử nhưng mà chưa chỉnh con dân. À đây, nhặt ngay. Vâng, nhặt ngay. Mà cũng chưa chắc là ấy đâu, biết đâu là thấy con voi, nhưng mà thấy mình đi theo sao nên là không dám chỉ ra con voi. Nên là cũng đang chỉ vào con sư tử để không lộ con voi đấy. Và chim sẻ sẽ là người mà cùng cánh với lại U98 người cầm phô. Chip Boy là người cầm zoom. Chúng ta cùng quay trở lại máy của game thủ chim sẻ. Và chim sẻ bên này thì đang đánh 22 dân đã đóng bê rồi. Kích đời và đã có 700 thịt trong người với 22 dân rồi. Rất sớm sủa. Vâng, đây là một tình huống câu được con voi thứ 3 về nhà chính của mình. Câu con trâu thứ 3 về làm thịt cho các bếp. Đây là BL và đây là BM. Dân nhà chính đang đứng 3 con đứng chơi và có bầy hươu gần luôn. Đóng nhà điều kiện xong và một trận đấu ăn 3 con trâu gác bếp để có thể kích đời với 9-20. Đây là bãi vàng của game thủ chim sẻ.
Mẫu 4 là Chiboy. Chiboy là người cầm cầm rôm. Như vậy là 4 rôm hay phố? Đúng không? 4 rôm đúng không? Ừ, 4 rôm. 4 thì báo về là chưa lên đời. Vâng, 4 là Zoman là cùng cánh với lại đồng đội rồi. Bên này thì là người cùng cánh với lại chim sẻ, đó là Phonesian của game thủ 98, người cầm mẫu 3. Vâng, 3 lên rất sớm và đánh chém này. Vâng, như vậy đội bạn đánh 2 chém. Đây là BL. Vâng, như vậy là Phô đánh chém. Đội bạn đánh 2 chém. Một map đấu mà bên phía đội bạn cũng đang ép đời là cực kỳ phũ. Chúng ta cố gắng bắt con giò này của game thủ 98. Một pha vẩy e rất chuẩn. Và con giò của chúng ta thì đang cố gắng điều ở phía trên. Bãi vàng sau khi đấu nghe xong thì cho ăn vàng đi. Bãi quả mà bây giờ vẫn đang còn rất nhiều thịt. Vâng, như vậy là bắt được con giò của game thủ 98. Và game thủ chim sẻ đang xin gỗ để ăn bầy hươu này. Tạm lại cũng tụt xuống còn là 19 thôi. Như vậy là mất 3 dân. Xong làng đà. Yếu thì không yếu. Mệnh bên này. Vâng, Mệnh đang cơ cấu được một cái khu vực ở phía trong góc 6 giờ là rất kín. T bắt đầu đẩy lên trên nhà của game thủ Chiboy. Vâng, chúng ta có T đang công lên trên nhà Chiboy. T này T chưa giáp. Chim sẻ bên này bắt đầu thả được lạc đà vào trong nhà P. Có P đến từ Phô. Vâng, Phô với lợi thế gỗ của mình thì đang đóng P để thủ. Vâng, con phù thủy tơn đầu. Vâng, như vậy là chúng ta không mất đi con lạc đà trong tình huống vừa rồi. Rất nhiều dân của 98 đang chưa có bánh xe và chưa bò đang đứng ở phía ngoài. Có vẻ như đội bạn vừa có bánh xe xong. Một trong những thời điểm rất nhạy cảm và bãi vàng chúng ta vẫn chém xuyên được. Con phù thủy tiếp theo, con phù thủy thứ hai của game thủ 98 chuẩn bị có rồi. Chúng ta kéo lạc đà về đây để chơi con phù thủy thứ hai. Và con phù thủy thứ hai thì vẫn chưa được dành cho game thủ 98 trong tình huống xử lý vừa rồi. Hai con phù thủy đầu tiên 98 đã bị khóa. Timeline của chim sẻ vẫn đang ở con số 25. Bên này thì chắc chắn là game thủ chim mệnh vẫn đang có một trận thi đấu khá dễ thở trước game thủ chim bòi. Đang gần như là khỏe nguyên. Mẫu 4 đang có 1-2 con ngựa chém vật vờ tại nhà của game thủ chim mệnh. Nhưng tầm này chúng ta không sợ nữa, vì chúng ta đã bắt đầu có những con cung đòn ở trong. Những con cung đòn đầu tiên của sang trong tay của game thủ chim mệnh rồi. Chim sẻ nắng bị đội bạn phát hiện ra tơn đàn hoàng này. Timeline đang là ở con số 27. Và con phủ thứ 3 nằm xuống. Một trận đấu mà chim sẻ đã khóa được nhà quê. Khóa một cách triệt để, khóa hoàn toàn luôn. Ăn thêm dân vàng của 98 nữa. 98 đang bắt đầu bay vàng. Những con dân đang kéo lên để ăn voi hiu ở phía trên. Con lạc đà của chúng ta và con lạc đà phù đựng. Con lạc đà kia, con lạc đà của đối bạn. Chúng ta gần như là không mất con lạc đà nào. Tham 24, bầy hiu ở phía trên ăn xong rồi. Một pha xử lý. Vâng, như vậy là màu 4 đang đẩy phù sang. Màu 4 game thủ chip boy đẩy phù sang để hỗ trợ cho màu 3 98. Tham này vẫn giữ nguyên con số 23. Và đây là màn hình máy của game thủ chim mệnh. Tầm này thì mệnh bắt đầu bung lụa ra ngoài khi mà cung giò đã tụ được và đã có giáp hại rồi. Cung giò đã bắt đầu di chuyển lên trên hướng nhà của game thủ chim boy. Những chiếc ruộng sẽ là khu vực mà cung giò của chúng ta sẽ tác động vào. Bên phía bạn thì chim boy cũng đang không quá nhiều quân. Cung giò tạm thời chưa phải là giáp 4, nhưng lượng cung giò này là quá đủ để chúng ta có thể công bay nhà chim boy. Chiboy thậm chí còn mang cả phù ra để hỗ trợ cho đồng đội nữa. Vẩy e rất hay đến từ game thủ chim mệnh để bắt toàn bộ dân của game thủ Chiboy. Bay gỗ bằng Chiboy đi sai. Và tỷ số là 1-1 ở trong trận đấu thứ 3. Vâng anh em ơi, nhanh tay đặt thịt trâu các bếp được không ạ? Để ủng hộ cho chim sẻ ở trong những trận đấu hay như thế này. Vâng, báo về đến từ đội ngũ sale là chúng ta vẫn đang còn 150 đơn nữa thì mới đủ KPI anh em ạ. Vâng, rất là mong anh em ta ủng hộ cho chim sẻ food ở trong buổi tối ngày hôm nay. Nhanh tay đặt hàng, nhanh tay đặt hàng. Vâng, với 600 đồng anh em sẽ được phở đi ship 1kg thịt trâu gác bếp. Có giá là 600 đồng, phở đi ship toàn quốc cho anh em. Cách đặt hàng rất là giản thôi, đó là anh em hãy nhắn tin vào page nha anh em nhá. Quá hay, như vậy là chúng ta đã gỡ hòa trong trận đấu này. Vâng, như vậy là chúng ta đến với trận thi đấu bản lề ở trong trận đấu này. Chúng ta là Greg và Persian. Đội bạn là Sampan. Trận quân này chúng ta đánh giá là cửa dưới. Bên kia kể mà tầm Pankatha thì may ra thì gọi là có thể gọi là cân được. Nhưng trận quân này thì đánh giá là cửa dưới rồi. Bay quả 6 cây dành cho game thủ chim mệnh. Đây là màn hình máy của chim sẻ.
và chia sẻ cũng đã đóng được BG rất là sớm rồi. Vâng, rất mong anh em chúng ta cố gắng ủng hộ cho chia sẻ phút. Vâng, và hiện tại thì đang áp dụng mức giá đó là 600.000 đồng trên 1 kg thịt trâu các bếp free ship toàn quốc cho anh em. Và thêm nữa thì đang có combo nhậu lai dai, nhậu tại nhà cho anh em với mức giá là 330.000 đồng cho anh em ở khu vực Hà Nội. Với mức giá 330.000 đồng thì anh em chúng ta có thể sở hữu 6 món đó là bắp bò ngâm xì dầu, lườn ngỗng hun khói, bánh mì bơ tỏi, quýt đường và bánh mì nóng hổi. Ngoài ra thì anh em có thể ủng hộ các cái món đồ ăn khác như thể là thịt trâu, thịt lợn các bếp, bò khô cắt miếng và các loại hạt, loại các loại hoa quả sấy. Vâng, và cách đặt hàng rất đơn giản thôi. Anh em chúng ta hãy nhắn tin thẳng vào page của Chim Sẻ Đi Nắng. Em chào anh Hưng nhá, em chào anh Tống Cánh Hưng nhá. Vâng, mong một lần gần nhất được gặp lại anh Hưng. Tôi đến thần kinh với cái bác Hưng này mất. Chết dở. Vâng, đi sinh nhật của Mạnh Hào uống kiểu gì mà hai ông. Vâng, tôi bác Hưng này uống riêng với nhau phải tầm khoảng 20 chén. Thần kinh mất anh em ạ. Kiểu cuốn ấy. Vâng, bồ kết. Chết dở đấy. Uống riêng mà phải đến đếm mà không kỹ đâu, mà đếm kỹ chắc phải 25 chén, đếm sơ sơ là phải 20 chén. Không tính bia. Bia thì tăng 2 không tính. Tôi thần kinh mất. Và chúng ta sẽ chuyển sang màn hình máy của Pearl của Chim Sẻ. Ôi giời. Vâng, bài vở. Nãy giờ là chưa ổn. Vâng. Anh ơi, anh nhắn tin vào page để đặt hàng nhé. Em chào anh Quỳnh nhá. Em chào anh Nibun nhá. Vâng, cách đặt hàng thì rất đơn giản thôi. Anh em hãy nhắn tin vào page thì sau đó thì anh em đội cụ sale sẽ liên hệ với anh em ngay. À, có heal đây rồi. Như vậy là có thể đẩy cái bầy heal này về với chiếc bét đầu của mình. Có hạt điều sấy nha anh ơi. Anh cứ nhắn tin vào page thì anh em sẽ tư vấn cụ thể hơn cho anh. Chim Sẻ đóng thêm e. Map đấu kiểu toang thế nhỉ. Có hiêu xa dành cho Chim Mệnh. À đó, đây là màn hình máy của Mệnh đi chứ. Đây màn hình máy của Sẻ. Sorry anh em. Nãy giờ xem Pơ. Đây là bãi quả gồm có 6 cây dành cho Chim Sẻ Đi Nắng. Bên kia Pơ của tụi Chim Mệnh thì map đồ ăn khá là lủng củng. Bài Pơ 3 bầy hiêu, trong đó thì có 2 bầy hiêu xa. 4kg có nhận không? Có anh ơi. 4kg chứ 40 cân thì vẫn đủ số lượng để mà giao cho anh nhá anh ơi. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh chỉ cần nhắn tin vào page thôi thì sẽ có anh em liên hệ với anh ngay. Vâng, báo về bên kia lại không đi dò. Báo về bên kia lại không đi dò anh em ạ. Màu 1 bên cánh của Chim Sẻ. Vâng, màu 1 ở trong trận đấu này đó chính là Pan. Pan của 98. Bên này thì Truy Mệnh, mặc dù là cái bộ bài nó cũng không thuận nhưng vẫn đang cố gắng kích đời trong 10 sớm. Anh Hà ơi, anh nhắn tin vào page nhá anh ơi. Anh nhắn tin vào page. Cố gắng nhắn tin vào page hộ em nhá. Trận này thì quân thì cả cửa dưới rồi. Bài thì cũng đang chưa thực sự ủng hộ. Chim Sẻ bên này thì đang có một cái bộ bài kích đời bình thường thôi. 26 dân cùng cánh với Pan. Đây là bãi vàng và bên kia thì ngựa giò chuẩn bị tới bãi vàng của chúng ta. Đúng lúc này thì game của Chim Sẻ nở giò ra. Vâng, chúng ta mất đi 60 gỗ. Em chưa biết số C anh ạ. Em đoán rằng chạm 3 về C.
và thậm chí là chúng ta sẽ có số lượng xe nhiều hơn nếu như anh em ủng hộ nhiều hơn nữa. Hiện tại đang có gần 15k view. Cũng rất là mong tất cả anh em khán giả chúng ta hãy cố gắng, like xe để tăng thêm lượng view, để có một chút gì đó gọi là khích lệ tinh thần cho cặp đôi của chúng ta thi đấu tốt hơn và sẽ thi đấu nhiều xe hơn nữa trong tối ngày hôm nay. Châu các bếp bảo quản được lâu không ạ? Để mình mua quà làm quà Tết. Anh ơi có anh ơi, bảo quản đến Tết là quá thoải mái luôn. Đây là P dành cho game thủ chim sẻ. Bên này thì game thủ chim mạnh cũng đang cố gắng để chéo sang bên phía nhà 98. Vâng, bây giờ 98 cầm pam rồi, vẫn còn quả phụ đang bú chưa xong. Màu hai đang chọc cái gì của mệnh kìa, chọc cái bầy hiêu đang ăn dở thì vậy. Nhưng có lẽ cho đấy cũng chỉ còn vài dân thôi. Đây là nhà của Chiboy. Vâng, đánh kiểu này đang bỏ nguyên Chiboy cầm Sumer đi ạ. Đây là bãi vàng, vâng bãi vàng ta mất luôn. 1-2. Liên tiếp gặp những cái map đấu không cựa được người cả nhà mình ạ. Hơi tệ. Chúng ta đến với trận đấu thứ tư ở trong trận đấu thứ ba thì số tạm thời là một đều. Đây trận đấu bản lề ở trong trận đấu này. Bãi quả thấy luôn dành cho game thủ chí mệnh rồi. Đây là màn hình máy của game thủ chim sẻ, là người cầm con AC cũng đã thấy quả luôn. Gỗ đang có hai cây rất gần với khu vực nhà chính của game thủ chim sẻ đang. Bãi quả gồm có 7 cây. Và cái bãi quả này thì có hai vị trí đặt được BG thì phải. Vâng, em cũng xin được gửi lời cảm ơn tới anh Trần Việt Phú có số điện thoại đuôi đó là 265 đã đặt hàng thành công 2kg thịt trâu các bếp. Em cảm ơn anh Phạm Văn Hùng đã đặt thành công 2kg thịt trâu. Em cảm ơn anh Phạm Đình Thái đã vừa đặt hàng thành công 3kg. Em cảm ơn anh Hoàng, số điện thoại đuôi đó là 636 đặt hàng thành công 5kg thịt trâu các bếp. Vâng, em cảm ơn anh Quang, số điện thoại đuôi 735 đặt hàng thành công 1kg thịt trâu. Vâng, kính mong tất cả anh em hãy cố gắng ủng hộ cho chim sẻ, ủng hộ cho kẻ đó này. Cách đặt hàng rất đơn giản thôi, đó là anh em hãy nhắn tin vào bếp. Vâng, anh em nhắn tin vào bếp với mức giá là 600.000 đồng trên 1kg thịt trâu gác bếp, phơi đi ship toàn quốc cho anh em. Tỷ số em sửa là 1-2. Ok, cảm ơn em đã nhắc nhở về mặt tỷ số. Adrian đã có cho mình một vị trí có hiêu có voi đi rồi. Các dòng máy nông nghiệp của Bình Quân Group đa dạng về chủng loại, kích cỡ, phù hợp với nhiều mô hình sản xuất từ hộ kinh doanh cho tới trang trại. Mỗi sản phẩm được sản xuất trong nước đáp ứng đủ mô hình kinh doanh của gia đình cho tới trang trại. Hệ thống tư vấn online bằng video call, hệ thống giao hàng toàn quốc mang lại sự thuận tiện nhất cho khách hàng. Các dòng máy ép cám viên giúp bà con nghiền ép các loại rau cỏ, ngô, khoai, thức ăn dư thừa thành các hạt với tiện lợi để dự trữ, dễ dàng cho gia súc ăn. Máy băm cỏ, máy băm gỗ tăng hiệu quả công việc cho bà con lên tới hàng chục lần, cùng nhiều máy nông nghiệp tiện lợi khác nữa. Bình Quân Group, máy nông nghiệp số 1 Việt Nam. Và chúng ta đang đến với trận thi đấu thứ tư ở trong trận đấu thứ ba. Tạm thời thì chúng ta đang có một map đấu nhìn thấy được hai bầy hiêu và hai con voi. Sau đó thì một con voi đã về với nhà chính và một con voi đang được câu về. Đây là màn hình máy của game thủ chim mệnh. Vâng, chim mệnh là người cầm cho soi. Chim mệnh đang di chuyển dần ra để ăn bãi quả phụ ở phía ngoài. Ở giữa hai nhà thì có hai bầy hiêu. Đỗ đóng theo me hay không? Mệnh đánh với bao nhiêu dân? Có vẻ như là đang có dân đóng nghe phía dưới rồi. Cái bãi đá kia mà biến thành bãi vàng thì sẽ là một chiếc nhân đôi. Hơi tiếc là bãi đá lại nằm cạnh với lại bầy hiêu, chứ không phải là bãi vàng nằm đây. Bãi vàng nằm đây thì đẹp quá. Anh Nguyễn Việt Tài, anh hộ em cố gắng nhắn tin vào bếp nha anh nhá. Bài bình thường.
bài còn một bãi cỏ phụ nữa. Vâng, đây là màn hình máy của chim sẻ, chúng ta quay trở lại với Isidian. Bên kia thì họ cũng đang có một cung tuyển, đó là con Egypt và một chém tuyển, đó là Yamato. Đấy cái chỗ mà mạnh ăn quả phía dưới đấy, cái chỗ đấy đấy, đúng. Cái bãi quả đấy là từ chỗ bãi quả là mạnh lo đấy, từ bãi quả đến mạnh lo 14 và 21%, đó là chỉ số đi dò bên phía đối bạn. Vâng, như vậy là chúng ta đang muốn khung nhà cho nhau và khung hẳn ra ngoài thì lại không dễ, còn khung trong mới là không khó. Khung hẳn là cánh bên kia màu ba lên đời rồi, như vậy là màu ba kích tầm khoảng 7x.4. Đây là BL và BM. Vâng, như vậy là thấy nhà màu 4 ở vị trí 6 giờ. Vâng, màu 4 là người cầm Egypt của game thủ Chip Boy. Chip Boy đang có một thế nhà cảm giác khá là trống. Nhưng mà đội bạn cái chỗ này chỗ 6 giờ thì bạn hoàn toàn có thể bo vào được cái này. Không biết bạn có bo vào đây không. Vâng, có lẽ là bo nhỏ thôi. 27 là số tam của game thủ Chip Mạnh. Chip Mạnh đóng P thủ. Vâng, có T thủ đến từ game thủ Chip Boy. Không, Chip Boy vẫn đang có quả của ba chéo này. Không, chính xác là một trận thi đấu mà chúng ta đã kín nhà rồi. Cho nên là màu 3 đang phải tạt sang nhà của game thủ Chí Mệnh. P đã có. Vâng, một hốc rất kín của Chí Boy. Chí Boy bò khá rộng. Gọi là hốc nhưng mà lại thành hốc rất rộng nhá. Trong 6 giờ. Bãi quả bú gần xong rồi. Tham 28 của Chí Mệnh. Bên này chim sẻ là người cầm cung AC. Đang đóng BA ở phía trong. Tạm thời đã là hai, ít nhất là hai nhà BA ở phía trong rồi. Ba nhà BA, như vậy là một trận đấu đánh 3R. Ba nhà BA đến từ chim sẻ. Đánh cùng R3. Ba đi mày kìa, sẻ kìa, đang đi em kìa, ba đi em kìa. Vâng, mày qua chúng ta vẫn có vị trí vừa khít để có thể về đỡ nhà. Hai con cung R nở ra rồi, đỡ thoải mái. Ba con R nở ra rồi, đỡ thoải mái rồi. Mang dân ra sửa. Kéo một con R phía trên xuống bắn. Ta có 3 con R cơ mà. Ở trong nhà chính ấy. Vâng, báo về là bên kia màu 3 cũng bài siêu kín. Bãi vàng này thì không hở. Chim Bệnh đang mang phù sang để có thể hỗ trợ cho đồng đội của mình đóng L2. Đấy, đứng con phù đấy là màu 3 sẽ không dám, sẽ không tự tin công của nhà chim sẻ nữa. Bên phía các bạn thì màu 4 khung hốc ở 6 giờ. Hốc rất rộng. Vâng, Chim Bệnh báo về là à chà, đội bạn phá một cái E để kéo cung R vào trong. Đúng lúc đó thì chính xác là phá E để kéo cung R ra ngoài. Đúng lúc đó thì Chí Mệnh đã lọt vào trong nhà của game thủ màu 4. Một con ngựa chém. Chúng ta có lẽ nó chỉ làm mất tay thôi, chứ một con ngựa chém này cũng sẽ chỉ kinh được một lượng dân, nó cũng ở mức độ gọi là vừa phải thôi. Và như đây là những con ngựa chém công 4, ăn được 3 dân của game thủ Chip Boy. Vâng, có lẽ sẽ là 4 dân. Sẽ là 4 dân với một con ngựa chém công 4. Màu 3 đang tạt sang bên phía nhà Chí Mệnh với rất nhiều những con ngựa chém. Chim sẻ có lẽ sẽ phải sang thủ vì màu 4 sẽ đẩy luôn. Màu 4 sẽ đẩy luôn và chim sẻ sẽ phải sang thủ ngay. Gỗ chim sẻ đang hơi nhiều. Tăng thêm một nhà BA nữa. Tham Lai 52. Bên này Chí Mệnh cố gắng để mà giữ nhà, không thể để mất nhà được. Vâng, cảm ơn gần 17 các anh em đã theo dõi trên livestream trong buổi tối ngày hôm nay.
cảm ơn anh em rất là nhiều. Và một lần nữa thì xin thông báo với anh em, hiện tại chúng ta đang có mini game tham gia dự đoán kết quả của kẻ đấu này. Vâng, những ai mà dự đoán kết quả đúng nhất và có số like nhiều nhất ở cái comment dự đoán đó thì chúng ta sẽ giành chiến thắng với phần thưởng, phần quà đó là 2kg thịt châu các bếp trị giá 600 đồng cho anh em. Trị giá mỗi kg là 600 đồng, tương đương với lại một phần quà là 1.2 triệu. Timeline đang là 31 dành cho chú Mận. Bên này chim sẻ vẫn đang đẩy hết công giang để hỗ trợ khổng, nhưng mà ở nhà thì đang có biến. Ở nhà thì chúng ta đang bị một tên 98 lọt vào. Nhà chính. Ê, phù đi. Phù kia. Vâng, đội bạn có khoảng 4 con chém lọt vào trong. Vì game thủ chim mạnh đang báo về là đang lủng ở trong nhà của game thủ chim boy tôi này. Vâng, chim mạnh đang lủng được nhà chim boy. Những con ngựa chém của chim mạnh là những con ngựa chém chém 4. Cố đây nào, timeline đang là 31. Lượng lực của game thủ chim mạnh vẫn đang đủ để sóc quân. Chim sẻ bên này đang cố gắng thủ. Và thủ tôi nghĩ rằng sẽ là thành công thôi. Ở phía trong thì chim sẻ đã bò lại rồi, mặc nhà BA vẫn hở sẻ ơi. Vâng, như vậy là chim sẻ có vẻ như đang cho đội bạn vào. Vâng, vào hết đây. Vào đây. Vé vào. Vâng, có con phù. Vâng, như vậy là game thứ 8 đã không dám vào trong nữa rồi. 98 không dám vào trong. Lượng chém của 98 đang cực kỳ đông nhá. Đúng là Yamato của ngang. Cái hệ đẻ kiểu dạng gọi là, vâng, đẻ như chuột, đẻ như ruồi ấy. Nó rẻ. Không biết là công nghệ của bạn là công 4 chém, chém 4 giáp 4 hay chưa. Nhưng mà cái lượng chém của bạn đang là rất đông. Tôi nghĩ là công 4 rồi, còn không biết là giáp 4 có lên hay không. Bên này thì game thủ chim mạnh tham lai là 34. Một chim mạnh vẫn đang giấu được hai con chém ở trong nhà của mẫu 4. Vâng, chim mạnh vẫn đỡ nhà thành công, nhưng hai con chém này thì bị lộ. Chúng ta vẫn đang cố gắng quay trở lại để bổ dân của game thủ chim boy. Ăn thêm hai dân ở chim boy trong hốc của chim boy. Tham lai vẫn là 35. Một trận đấu trò tròn hóa Yamato và có vẻ đang muốn đóng L3. Có đủ đóng L3 hay không? Nâng độ bổ vàng cũng là một quyết định hợp lý. Đóng L3 hở à? Đây là màn hình máy của chim sẻ. Chim sẻ nắng đã bắt đầu đẩy lên trên hướng nhà của mẫu 3 cho son. Mẫu 4 không thể cùng mẫu 4 được nhá. Vâng, chúng ta bắt đầu đẩy. Liệu rằng mẫu 4 có sang bên này để bắt quân của chim sẻ cùng với lại ngựa chém của game thủ 98 hay không? Game thủ chuyện báo về L4 đang ở bên này. Như vậy là chim sẻ tự tin đi quân. Dí vào trong. Tơn này ngựa chém của đội bạn đang là hơi mỏng nhưng có chém về kìa. Đấy là phía sau có một tơn quân của game thủ 98 đang kéo về. Đây là một pha mà cung đờ đã là giáp 4. Chim sẻ đang tuốt quân. Những tình huống hit and run. Những con cung đờ này được vâng, được bồi bổ bằng thịt trâu gác bếp rồi. Những con ngựa chém của game thủ 98 đang cảm giác rất bất lực. Nhưng có vẻ như bốn đang sàng. Mẫu 4 đã sàng nhưng lượng cung đờ của 4 đang là hơi mỏng. Ai vẩy e vậy? Tôi đang thần kinh với tình huống vẩy e vừa rồi mất. Có thể vẩy e làm cái gì? Vẩy e bất ngờ kìa. Sẻ ơi, vẩy e bất ngờ cung đờ của game thủ chip boy đi. Cái thế này là thế mà game thủ chip boy sẽ không chạy thoát được. Chí mạnh cũng đang chém rất thổ báo. Thậm chí vẫn đang có một con ngựa chém ở trong nhà đội bạn. Tỷ số lại đều ở trong trận đấu này. Anh em ơi, nhanh tay đặt thịt châu các bếp anh em ơi. Bên kia là xăm của 98 và Chiboy là người cầm pad. Chiboy cầm pan, còn game 98 là người cầm sumo. Trận đấu vừa rồi, trận đấu thứ tư đánh cực hay và tỷ số tạm thời là 2-0. Chúng ta sẽ đến với trận đấu chung kết ở trong trận đấu thứ 3. Cả hai trận đấu chúng ta đều đưa vào thế chung kết. Vâng, đây là bãi quả gồm có 7 cây dành cho chim mạnh. Và chúng ta đến với lại chim sẻ phút. Bãi quả cũng là 7 cây dành cho chim sẻ. Thế nhà rất gần nhau. Em chưa. Vâng, hiện tại thì đã có một con trâu đi rồi. Đã có một con trâu rồi. Hai con trâu luôn dành cho chim sẻ. Ba con trâu dành cho chim sẻ. Nhiệm vụ chim sẻ đó là phải cân và khỏe hơn Pan. Vâng, cân và khỏe hơn Pan. Với ba con trâu này đưa nhanh về nhà chính. Mỗi con trâu quy ước thành một tạ thịt trâu, tương đương với ba thịt trâu các bếp.
Vâng, ba con trâu để về chế biến là thành thịt trâu các bếp để ship cho anh em. Vâng, em cũng xin gửi lời cảm ơn tới anh Phan Văn Hào, số điện thoại đuôi đó là 572, cũng đã vừa đặt hàng thành công 2kg thịt trâu. Em cảm ơn anh Dương Ngọc Anh, cũng đã đặt hàng thành công 3kg thịt trâu. Vâng, em cảm ơn anh Lương Văn Hùng đã chuyển khoản đặt hàng thành công với số lượng đó là 2kg thịt trâu. Em cảm ơn anh Đỗ Duy Hưng có số điện thoại đuôi đó là 345 đã đặt hàng thành công 4kg thịt trâu nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cũng rất là muốn được đọc tên anh em ở trên livestream, và cũng kính mong tất cả anh em hãy nhanh tay đặt hàng. Em sẽ cố gắng để cảm ơn anh em, nhắc tên anh em ở trên livestream với những em nào đặt hàng thành công nhá. Em cảm ơn anh Lê Thanh Huế cũng đã đặt hàng thành công 2kg thịt trâu với số điện thoại đuôi là 288. Em cảm ơn anh Lê Văn Tân. Em cảm ơn anh Trần Việt Phú cũng đã đặt hàng, mỗi anh đặt hàng 3kg thịt trâu thành công. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hiện tại thì số lượng đơn cũng đang nổ rất là đều, và xin đảm bảo luôn với anh em đó là anh em đặt hàng thì sẽ ship luôn anh em, ship luôn cho anh em. Hiện tại thì bây giờ thì chắc chắn là chưa ship được. Anh em đội ngũ đóng hàng thì vẫn đang đóng hàng rất là hàng say ở bên dưới. Ngày mai thì khi mà các cái bên giao hàng bắt đầu làm việc thì bọn em sẽ bắt đầu ship luôn. Em chào anh Hậu nhá. Anh Duy ơi, anh có thể nhắn tin vào page nhá. Anh hãy nhìn anh em đặt hàng để nhắn tin vào page. Nhắn tin luôn vào page nha anh em nhá. Babylon của chim sẻ bài đang có rất nhiều trâu về với nhà chị. Tha hồ mà làm thịt trâu. Anh em yên tâm nhá. Về cái số lượng hàng thì anh em yên tâm là sẽ luôn luôn đủ hàng để đáp ứng cho anh em. Em chào anh Tài Phú nhá. À, em chào chị Nhung, vợ anh Tài Phú. Đây là vị trí mà game thủ chim sẻ ăn thêm bầy hươu và con voi ở đây. Vâng, con voi thứ 6 về, con voi thứ 5 về với nhà chính của chim sẻ. Bên này thì game thủ chim bệnh báo về là ăn chanh với mổ 1. Vâng, 600.000 1kg thịt trâu các bếp free ship toàn quốc cho anh em nhé. Vâng, thắng trận này đặt 1kg thịt trâu nha anh Mặc. Ok bác ơi. Vâng. Vâng, cố gắng để chúng ta có một kết quả tốt ở trong trận đấu này. Vâng, trận đấu này thì anh em nhìn thấy rồi, Summer Real trong tay của thủ Truy Mệnh đang cố gắng đóng nhà BL, và người cầm cung bên kia lên đời sớm hơn chúng ta. Em chào anh Quỳnh nhá, em chào anh Đặng Công Quỳnh một lần nữa. Vâng, đã cố gắng bo BA của đội bạn vào để khóa con T ở phía trong này. Đây là màn hình máy của chim sẻ. Vâng, chim sẻ đang bắt đầu chảy giò xuống vị trí 5 giờ. Thấy bãi vàng. Vâng, lại phải ship thịt trâu gác bếp cho Truy Mệnh kích đời. Thiếu đúng một thịt này. Rồi, kích đời đi. Như vậy là ship 2 lần. Một lần 1 cân với một lần nửa cân để cho Truy Mệnh có thể lên đời. Đến khổ. Còn được cái là hiện tại thì đang free ship. Cho nên là có bắt là ship ngay. Chim sẻ đáng nhìn thấy màu 2, chip boy vẫn đang cố gắng tác động vào nhà chip boy. Tham 26 dành cho game thủ chim sẻ. Vâng, thắng trận này mua 2kg thịt trâu nhé. Ok anh ơi. Cảm ơn tất cả anh em đã và đang ủng hộ cho chim sẻ food ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và một lần nữa thì cũng kính mong tất cả anh em khán giả chúng ta có thể bớt chút thời gian đến với chim sẻ đáng studio để tham gia nhậu cùng chim sẻ. Vâng, toàn bộ chi phí thì chim sẻ food sẽ tài trợ 100%. Nhắc lại đó là nhậu của chim sẻ hoàn toàn miễn phí. Và anh em chúng ta có thể đến với chim sẻ đáng studio Lai Dai thì trong các bếp,
Vâng, Nhâm Nhi rượu chín chum, cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em chúng ta có thể gọi điện vào số hotline đó là 0363888689 để có thể đặt hàng một cách thuận tiện và dễ dàng hơn, hoặc là nhắn tin vào bếp đều được nha anh em nhé. 28 là số tham của chiếc xe. Đây là màn hình máy của chính mệnh là gần Sumerian tham 26. Bên này thì cố gắng để mà bắt những con cung đỏ đầu tiên của 98. Một trận đấu mà chúng ta đánh chém, map đầu ăn tranh chất lực với lại 98. Bên này thì chim sẻ, tham lai là 30. Chim sẻ thì cũng đang cố gắng cầm chân màu 2. Vâng, như vậy là một tình huống mà bạn rất nhanh tay để đen con lạc đà trong tay của Hiệp Định Boy. Bãi vàng đang bị bắn, mùa 1 đang bắt đầu đẩy một con cung đờ lên câu trên nhà chim sẻ. Ở phía trong nhà chúng ta là lạc đà pan của mùa 2 vẫn đang là mùa 1 tại bên này một con cung đờ rồi. Vâng, em cảm ơn bác Mạnh Dentist đã vừa ủng hộ, vừa đặt hàng 2kg thịt trâu nhanh ơi. Tham 27 dành cho chim sẻ. Cái thế trận là chúng ta lên sau rất là khó đánh. Bên phía này thì truy mạnh tham 27, mặc dù là lên sau nhưng mà mùa 1 cũng đang trong quá trình thụ quân. Đó là cái sự khác biệt giữa người cầm xé và người cầm cung. Đây là cái thời điểm mà chúng ta tạm thời có thể gọi là cân được với 98. Nhưng những phút sắp tới khi mà 98 tụ được cung R rồi thì những con lạc đà này sẽ yếu hơn so với lại cung R của 98. Bình thường thôi nhưng mà sắp phải dạt nhà đấy này. Nếu bạn tụ được một top cung R tương đương khoảng gần chục con thì chắc chắn là người cầm lạc đà truy mệnh với cái timeline chỉ có 4-5 con lạc đà như này thì không thủ được nhà. Chúng ta đang bỏ nhà luôn và đang công ngược trên nhà của 98. 98 bắt đầu dạt ruộng luôn. 98 đang dạt ruộng. Hai dân đều là dân Summer, cho nên là cái việc mà kill dân cũng không quá dễ dàng. Mặc dù là chúng ta cũng đã tiếp cận vào dân rất nhanh. Đây là chim sẻ. Chim sẻ đang cố gắng để đôi công cùng với lại Parmidan trong tay của Hiệp Định Chim Boy. Tạm thời thì chúng ta vai trưởng mất 2, thậm chí là 3 con lạc đà trong tình huống vừa rồi. Và chúng ta mà thua trận này nữa là thua 2C, là 1-2 về C đấy. Ăn thêm con voi ở đây. Vâng, một thế trận bên phía của Game Thủ Chí Mệnh không lên nổi đời. Mẫu 1 đang rất nhiều cung và chúng ta thua 2C đều với kết quả là 3-2. Hơi cay.